Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 4. Hôm nay thầy rất vui khi được gặp lại các em bằng một cách dạy mới, đó là dạy học trực tuyến. Tuy rằng dạy học trực tuyến với dạy học truyền thống có nhiều điều giống nhau, nhưng các em cũng cần lưu ý vài điều để chúng ta có một tiết học thật hiệu quả. Đầu tiên, các em nên chọn cho mình một không gian học tập thật yên tĩnh để nâng cao khả năng tập trung. Thứ hai, các thiết bị kết nối Wi-Fi hoặc đường truyền Internet cần phải ổn định để suốt tiết học chúng ta không bị gián đoạn. Thứ ba, trong quá trình tiết học, nếu như có chỗ nào các em chưa nghe rõ hoặc chưa hiểu kịp nội dung ấy, các em có thể dừng lại, kéo thanh trượt bên dưới để chúng ta có thể tua lại khoảng 10 đến 20 giây xem lại nội dung ấy. Và cuối cùng, các em nhớ chuẩn bị đồ dùng học tập thật tốt và đầy đủ giống như các em học với các thầy cô trên lớp. Trên đây là vài điều lưu ý để chúng ta có một tiết học thật hiệu quả. Và bây giờ chúng ta hãy vào phần đầu tiên của tiết học ngày hôm nay, đó là khởi động. Trên bảng thầy có một bài tập dành cho các em. Các em có thể quan sát trên bảng, điền số tích hợp vào ô trống. Các em hãy cùng suy nghĩ câu A và B nhé. Sau đây, thầy xin hướng dẫn với các em câu A và B. Để thực hiện bài tập này, các em nhớ lại nội dung kiến thức mà trước Tết chúng ta đã được thầy cô truyền đạt. Đó chính là tính chất cơ bản của phân số. Các em hãy nhìn vào câu A, phân số 6 phần 15. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số, chúng ta thấy mẫu số chia 3 sẽ bằng 5. Và tương tự như vậy, tử số cũng phải chia 3, chúng ta có thể điền ngay kết quả vào ô trống, đó là 2. Tương tự như thế, đối với câu B, chúng ta quan sát tử số 36 chia 9 sẽ được 4. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số, chúng ta áp dụng vào mẫu số 27 cũng chia 9 và được 3. Thầy xin nhắc lại với các em về tính chất cơ bản của phân số để chúng ta được rõ nhé. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho. Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho. Tại sao thầy phải nhắc lại với các em tính chất cơ bản của một phân số? Vì đây sẽ là nội dung phục vụ cho bài mới ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ vào tiết toán ngày hôm nay là rút gọn phân số. Các em có thể mở sách giáo khoa trang 112 để xem thật kỹ nhé. Chúng ta hãy hướng mắt lên màn hình nào. Chúng ta cho phân số 10 phần 15. Tìm phân số bằng với phân số 10 phần 15 nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. Các em có thể dùng viết chì và gạch dưới yêu cầu đề bài. Tìm phân số bằng phân số 10 phần 15 nhưng có tử số và mẫu số bé hơn. Các em hãy quan sát phân số 10 phần 15. Như đã nói ở trên, các em hãy áp dụng tính chất cơ bản của phân số để chúng ta thực hiện bài tập này. Quan sát cả tử số và mẫu số, chúng ta thấy 10 và 15 cùng chia hết cho 5. Cho nên ta có 10 phần 15 bằng 10 chia 5 phần 15 chia 5 bằng 2/3. Vậy 10 phần 15 bằng 2/3. Tại đây ta có thể rút ra phần nhận xét như sau. Tử số và mẫu số của phân số 2/3 đều bé hơn tử số và mẫu số của phân số 10/15, thỏa yêu cầu đề bài. Và hai phân số 10/15 và 2/3 bằng nhau. Như vậy ta có thể nói phân số 10/15 đã được rút gọn thành phân số 2/3. Vì thế, có thể rút gọn được phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi
mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. Thầy đã giới thiệu với các em thế nào là rút gọn phân số. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những bài tập cụ thể để thực hiện cách rút gọn phân số các em nhé. Hãy quan sát lên màn hình, chúng ta có ví dụ 1. Rút gọn phân số 6/8. Tương tự như bài ở trên, chúng ta quan sát tử số và mẫu số của phân số này. Chúng ta thấy đây đều là số chẵn, cho nên chúng ta có thể chia cho 2. Bằng cách thực hiện như sau: 6/8 bằng 6/2 phần 8/2 bằng 3/4. Các em hãy quan sát kết quả 3/4. 3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Ta nói rằng phân số 3/4 là phân số tối giản. Và kết luận được 6/8 đã được rút gọn thành 3/4. Tại đây thì dừng lại một tí xíu để nhấn mạnh về phân số tối giản. Thế nào là phân số tối giản? Phân số tối giản là phân số có tử số và mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Tại đây thì có một số ví dụ dành cho các em về phân số tối giản. Các em hãy quan sát phân số 1/7. Chúng ta thấy rằng 1 và 7 đều không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, cho nên ta gọi 1/7 là phân số tối giản. Tương tự với các phân số 4/9, 72/73, các em cũng có thể tự suy nghĩ cho bản thân một phân số tối giản ở đây. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp đến ví dụ thứ 2 để thuần thục các thao tác rút gọn phân số các em nhé. Hãy quan sát lên màn hình, chúng ta thấy 18/54. Cả tử số và mẫu số đều là số chẵn nên chúng ta có thể chia hết cho 2. Vì thế chúng ta có thể thực hiện như sau: 18/54 bằng 18/2/54/2 và bằng 9/27. Các em hãy quan sát phân số 9/27, nhận thấy rằng 9 và 27 cùng chia hết cho 9. Đây chưa phải là phân số tối giản nên chúng ta sẽ phải thực hiện thêm một bước rút gọn nữa. Cụ thể, 9/27 bằng 9/9/27/9 và bằng 1/3. Nhìn vào kết quả 1/3, ta thấy rằng cả tử số và mẫu số không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. Ta kết luận đây là phân số tối giản. Vì thế, phân số 18/54 đã được rút gọn thành phân số 1/3. Các em lưu ý, kết quả của bài toán rút gọn phân số phải bắt buộc là phân số tối giản các em nhé. Như vậy chúng ta có thể trình bày một cách gọn gàng hơn như sau. Các em hãy quan sát kỹ lên trên màn hình. 18/54 bằng 18/2/54/2 bằng 9/27 và bằng 1/3. Đây là cách trình bày, các em hãy lưu ý cho mỗi lần làm bài tập rút gọn phân số. Vậy chúng ta còn cách nào khác hay không? Một số bạn chúng ta cũng có thể thấy rằng 18/54, cả tử số và mẫu số đều có thể chia hết cho 9. Vậy thì các bạn ấy cũng có thể thực hiện như thế. 18/54 bằng 18/9/54/9 bằng 2/6. Ở đây 2/6 vẫn chưa phải là phân số tối giản, vì thế các em cần phải thực hiện thêm một bước để ra kết quả cuối cùng là 1/3. Dù các em có thể áp dụng cách 1 hoặc cách 2, nhưng cần phải lưu ý kết quả cuối cùng ở đây phải giống nhau và phải là phân số tối giản. Vậy thì để dễ hiểu hơn, thầy xin nhấn mạnh và nhắc lại với các em các bước để chúng ta có thể thực hiện rút gọn phân số. Bước 1, chúng ta xem xét tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.
Bước 2, chúng ta chia tử số và mẫu số cho số đó. Và cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. Một lần nữa, các em có thể dừng video để chúng ta đọc lại các bước rút gọn phân số cho thuộc nhé. Sau đây, thầy mời các em bước vào phần luyện tập. Các em hãy mở sách trang 114 và nhìn vào bài tập 1A hoặc có thể theo dõi trên màn hình của thầy. Tại đây các em có thể dừng video và cùng suy nghĩ nhé. Nào, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn với các em từng bài để chúng ta có thể kiểm tra lại kết quả học tập của mình. Phân số đầu tiên chúng ta quan sát 4/6. Cả tử số và mẫu số đều là số chẵn. Vì thế, áp dụng tính chất cơ bản của phân số chúng ta có thể thực hiện như sau. 4/6 bằng 4 chia 2 phần 6 chia 2 bằng 2/3. Quan sát kết quả chúng ta thấy rằng 2 và 3 không cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Vì thế 2/3 là phân số tối giản. Và đây cũng là kết quả rút gọn. Phân số 4/6 rút gọn thành phân số 2/3. Tương tự như vậy, 12/8. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số vào đây, chúng ta có thể thực hiện như sau. 12/8 bằng 12 chia 2 phần 8 chia 2 bằng 6/4. Ở đây, chúng ta thấy rằng phân số 6/4 chưa phải là phân số tối giản. Vì thế, chúng ta phải thực hiện thêm một bước để ra kết quả cuối cùng là 3/2. Các em kiểm tra lại phần kết quả của mình xem thực hiện đúng chưa nhé. Tiếp theo phân số 15/25. Quan sát cả tử số và mẫu số, chúng ta thấy 15 và 25 cùng chia hết cho 5. Vì thế chúng ta có thể thực hiện như sau. 15/25 bằng 15 chia 5 phần 25 chia 5 bằng 3/5. 3/5 đã là kết quả tối giản, cho nên chúng ta sẽ dừng bài toán ở đây. Tương tự như vậy, phân số 11/22. Ở đây các em nên lưu ý một tí xíu. 11 và 22 cùng chia hết cho 11. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số, ta có thực hiện như sau. 11/22 bằng 11 chia 11 phần 22 chia 11 bằng 1/2. Nhận thấy 1/2 đã là phân số tối giản nên chúng ta ngừng bài toán ở đây. Các em kiểm tra xem bài này mình đã làm đúng chưa nhé. Tương tự như vậy, 36/10 chúng ta cũng có thể thực hiện như trên bảng thầy trình chiếu cho các em xem. Tương tự đối với phân số cuối cùng 75/36 cũng như thế. Một lần nữa các em hãy quan sát các kết quả của bài toán rút gọn phân số phải là phân số tối giản. Vậy thì đối với những bài tập sau, các em có thể luyện tập như thế với các bước rút gọn thầy đã hướng dẫn. Các em có thể thực hiện bài 2 trang 114 vào vở toán tại nhà, sau đó kiểm tra lại. Một lần nữa, thầy xin nhắc lại với các em về các bước rút gọn để chúng ta có thể nhớ kỹ hơn. Đầu tiên, xem xét tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1. Bước 2, chia tử số và mẫu số cho số đó. Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản. Trên đó là toàn bộ bài toán rút gọn phân số. Các em về nhà có thể luyện tập nhiều lần với các dạng toán trong sách giáo khoa và các vở bài tập của mình. Chúc các em thật nhiều sức khỏe để chúng ta học tập thật tốt. Tiết học ngày hôm nay đã kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào tiết học lần sau.